Chào các bạn, tôi là Trần Duy Trung, phụ trách phòng silicon của công ty Octobox tại Việt Nam và tôi làm việc tại Hà Nội. Hôm nay tôi muốn giới thiệu qua một chút với các bạn về quy trình công nghệ cũng như là các sản phẩm của silicon Octobox. Về công nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất cũng như là vật liệu đều được nhập từ Liên bang Đức của Đức, ngoài Liên bang Đức. Cái thứ hai là chúng tôi đã được những chuyên gia rất là lâu năm trong nghề của công ty Octobox toàn cầu huấn luyện và training cho chúng tôi rất là chi tiết. Tôi xin nói một chút về quy trình và các công đoạn làm với sản phẩm silicon này. Thứ nhất là toàn bộ quy trình làm của silicon hiện nay của Octobox tại Việt Nam vẫn là hoàn toàn thủ công, không có các cái thiết bị máy in hoặc là gì đấy như mình đã từng nghe ở trên internet, mà trong cái quá trình từ gặp gỡ khách hàng, tư vấn rồi thăm khám cái mỏ cụt thì cũng như là phải kiểm tra kỹ càng cái thời gian mà bệnh nhân người ta bị chấn thương. Thế là sau khi đã thăm khám rồi đo đạc lấy khuôn, chọn màu của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ làm từ cái khuôn mỏ cụt đấy và đắp silicon trực tiếp lên cái mỏ cụt đấy và hoàn toàn thủ công. Nên là cái thời gian, đồng thời trong quá trình làm thì luôn luôn phải đối chiếu, chúng tôi luôn luôn có những cái số liệu, số đo, các cái số liệu đo đạc chúng tôi sẽ phải luôn đối chiếu để làm sao mà nó giống nhất có thể. Sau khi mà làm một cái lõi bằng silicon thì sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành đắp các lớp silicon màu da, và chúng tôi sẽ pha cái màu mà nó giống nhất với cả thực tế của khách hàng. Thì khi mà đắp lên từng lớp như thế thì để mà cho hình dáng này, màu sắc này, cho nó silicon của Việt Nam là làm việc là làm trực tiếp trên từng bệnh nhân. Do vậy là những cái bệnh nhân phải lên trực tiếp các cơ sở của chúng tôi tại Hồ Chí Minh và Hà Nội để các kỹ thuật viên thăm khám trực tiếp, tư vấn, đồng thời là phát thảo những cái thiết kế để cho nó phù hợp nhất với cả bệnh nhân.